Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đã mừng cá tầm Tổ quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 5 cây nha anh em, 5 cây này 5 cây cán vợt. Có chiều dài là 3m6, 4m5, 6m3 và 7m2. Rồi, điểm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nữa, lỗ không clip lên đó, em sẵn lại. Rồi, cảm ơn em. Cái thứ nhất cho ngầm cảm. Thì cái thứ nhất là một cây cán vợt em lấy từ thị trường Nhật về. Đây. Thì cây này được cái nó carbon hai da ốc nó đây, thì cái này dài là dài 3m6, nặng là 330 gram, độc ốc của nó là ốc 65 nha anh em, ốc 65 thu gọn 70 cm. Thì chỗ này nó có bị chày cái gì nữa anh em đó, nhưng mà không ảnh hưởng tới phôi trong nha, phôi trong bao chắc, nó chỉ cào cái lớp mà chỉ nó quấn ở ngoài thôi nè. Nó đây, để em cho anh em coi phôi. Phôi cái này rất là ưng luôn. Đó. Dài 3m6 phôi carbon hai da, quẩy cá. Thằng nít. Rất là đẹp. Cắn bợt là đẹp belly thế này nè mọi người. Sẵn tay gốc luôn. Anh em có thể làm móc câu móc lỗ nè, đó, làm cán vợt. Cây này rất đa năng nha. Rồi. Giá công khai cây số 1, giá là 800 nha anh em, 800 cộng ship một cây cán vợt. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho người một cây cán vợt dài 4m5. Đó. Thì cái này vẫn là một cây hàng carbon. Đây, hình thì lóng ngoài nó xước xác nha mọi người, lóng ngoài xước xác. Thì cái này nặng là 330 gram, ốc của nó là ốc 11, thu gọn 110 cm. Để em xem cho mọi người xem coi, mấy cái này em tháo cái đầu này ra được nè, cái đầu này giống như cái đục chụp vậy thôi, ba cây kia thì nó còn mới tháo ra không được. Tấm trong rất là đẹp nha, carbon sáng gần gốc, bao đẹp nha mọi người. Đó. Cán vợt dài 4m5. Rồi, giá công khai cây số 2, giá là 650k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cán vợt. Cây này còn dây gàng nha anh em, dây đeo. Đó. Thì cây này một cây hàng Cromet, cây này dài 6m3. Ngoại hình cây này thì nó rơi đâu đó tầm khoảng 95-93% nha, rất là mới luôn. Góc ở đây. Thì ốc này vẫn là ốc 11 nha mọi người, ốc 11. Đầu này không có tháo được nên không có coi đứt sâu ở dưới được. Đó. Rất là mới nha mọi người, đào mới luôn á, hàng này cũng dạng giống như hàng trưng bày rồi. Cây này em xách tay về nha mọi người. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó. Rất là mới. Thì cái này nặng là 695 gram, ốc 11, thu gọn là 11, thu gọn là 112 cm. Đây, coi carbon nha mọi người, rất là dày luôn. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 900 nha mọi người, 900 cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4, thì cây số 4 vẫn vậy thôi, cây số 4 dài 6m3. Dài 6m3, Big Fish Topsy gì đó mọi người. Đó, còn dây gàng luôn. Thì cái này ngoại hình nó mới cũng gơ tầm khoảng 95% nha anh em. Rất mới. Vẫn là chất liệu carbon. Đó. Ốc vẫn là ốc 11 nha. Ốc 11. Rất là mới. Mấy cái này về anh em làm cán vợt nè, hơi anh em móc lỗ. Đó.
một số anh em có thể câu tay ghi, mấy cái này đa năng lắm, có thể chọc ổ kiến cũng được đó. 6 mét mấy là chọc ổ kiến là ok rồi. Cái này rất là mới nha anh em, được sơn ánh kim mà đó. Thì cho anh em kiểm tra luôn, nó cứ hàng không giống clip lên thì anh em trả về. Rồi giá cây số 2 giá vẫn là 900 nha nè, giá cây số 4 giá vẫn là 900 cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 5, cây cuối cùng. Thì cây cuối cùng lên cho mọi người là một cây cần cây cán quật dài là 7m2 đó. Cái này chỉ cho anh em câu gần không thôi, anh em câu tay câu đài mấy có mấy chỗ địa hình mà rộng rạp á, muốn đánh xa thì lấy cái này về một cá là bút lỗ và cỏ chê làm cán quật. Thì cái này được sản xuất tại China nha anh em đó, Isotama gì đó, Son JT gì đó. Thì cái này ngoại hình nó gơ đâu đó cũng tầm khoảng 95-93% nha anh em, rất là mới luôn đó. Thì ba cây này em lấy ba cây một bộ đem về đó, ốc con ốc bừng một rất là mới nha mọi người. Cái cán quật dài thế này nè, rất là hiếm luôn. Tầm khoảng 5m4, 4m5 thì về cũng rất là thường. Tầm khoảng 6m tới 7m mấy thì rất là hiếm. Anh em câu gần rất là tiện luôn. Tất cả đều ok hết nha anh em. Còn rất là mới nha. Còn chơi gàng. Rồi giá cây số 5, cây cuối cùng giá 1.200.000 nha này, 1.200.000 tổng cộng ship. Rồi đó tổng cộng là 5 cây cán quật lên hôm nay cho anh em. Anh em ơn cái nào chốt em lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em.